Nhà báo Mai Phan Lợi, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã bị thu hồi thẻ nhà báo sau khi đăng tải trên mạng một bài viết bị cho là xúc phạm quân đội nhà nước về việc hai chiếc máy bay rơi vào tuần trước. Quyết định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký và đăng trên trang nhà của Chính phủ cuối ngày hôm qua. Công ty vận tải biển Costco do nhà nước Trung Quốc sở hữu sẽ thực hiện những chuyến tàu du lịch đến Biển Đông trong tháng tới. Theo tin Reuters nhận được từ truyền thông Bắc Kinh vào ngày hôm nay, thì con tàu đầu tiên sẽ khởi hành từ thành phố Tam Á, phía đông nam của Trung Quốc đến quần đảo Hoàng Sa. Cảnh sát Campuchia mới bắt giữ thêm 8 người Đài Loan liên quan đến đường dây lừa đảo qua Internet và Campuchia sẽ đưa những người này về Hoa Lục vì tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa. Điều này gặp sự chống đối của Đài Bắc cho rằng Phnom Penh phải trao trả cho họ những người mang quốc tịch Đài Loan. Sáng nay khi phát biểu trước Hội đồng Hành pháp Hồng Kông, ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh cho hay đã gửi văn thư cho chính phủ Bắc Kinh yêu cầu giải thích rõ ràng việc hồi năm ngoái công an Hoa Lục đã bắt giữ 5 chủ tiệm sách Hồng Kông. Ông đòi hỏi Bắc Kinh phải trả lời là khi bắt giữ những người này, chính quyền Trung Quốc có áp dụng luật lệ của Hoa Lục với cư dân Hồng Kông hay không.